Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là mở khóa và xóa xác minh tài khoản Google tất cả điện thoại Xiaomi online nhé. Tất cả điện thoại Xiaomi thì có thể là điện thoại Redmi này, có thể là điện thoại Poco này, có thể là điện thoại Black Shark nhé. Thì các bạn đều có thể là áp dụng được cái cách như trong video này của mình. Đó thì cụ thể ở trong cái video này của mình, đây là con điện thoại Xiaomi Redmi Note 13 Pro nhé. Khi mà các bạn bị quên mật khẩu như thế này. Đó. Việc đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải vào chế độ jQuery để chúng ta wipe data nhé. Đó. Đây mình đã bị quên mất cái mật khẩu mở khóa này. Các bạn sẽ vào chế độ jQuery để chúng ta wipe data bằng cách như sau. Các bạn sẽ bấm giữ luôn cho mình nút nguồn và nút tăng âm lượng nhé. Đó. Các bạn bấm giữ đồng thời cho mình nút nguồn và nút tăng âm lượng này. Khi nó hiện lên logo Mi đấy thì các bạn sẽ nhả tất cả ngón tay ra. Đó. Logo Redmi các bạn nhả tất cả tay ra thì nó sẽ vào chế độ này là chế độ jQuery nhá. Các bạn để ý ở đây jQuery của nó bằng tiếng Trung này, còn nếu mà tiếng Anh thì cái dòng đầu tiên sẽ là reboot này, tức là khởi động lại nhá. Còn cái dòng thứ hai sẽ là clear data và cái dòng thứ ba sẽ là connect with Mi Assistant nhá. Đó thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái dòng thứ hai đó là clear data. Các bạn sẽ bấm cho mình nút giảm âm lượng này. Sau đó là các bạn sẽ chọn cho mình nút nguồn nhé. Rồi tiếp tục dòng đầu tiên sẽ là dòng quay trở lại này. Còn dòng dưới đây sẽ là clear all data. Thì các bạn sẽ di chuyển xuống dưới là clear all data này. Đó, rồi các bạn sẽ bấm nút nguồn này. Rồi ở đây ở phía trên sẽ là cancel. Và dưới sẽ là confirm. Thì các bạn sẽ chọn xuống dòng dưới nhé. Là confirm này. Sau đó là các bạn sẽ chọn cho mình vào nút nguồn này. Để xác nhận này. Đó bây giờ thì các bạn sẽ quay trở lại nhé. Đó, rồi các bạn sẽ khởi động lại điện thoại nhé. Đó, các bạn sẽ khởi động lại điện thoại này. Các bạn sẽ tiếp tục chọn vào cái dòng đầu tiên là khởi động lại điện thoại. Đó, cái đoạn này thì mình sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn nhé. Ok, con này thì nó đang chạy cái phiên bản MIUI 14. Ví dụ là nó chạy phiên bản MIUI 12, 13 hay là 11, 10 thì các bạn đều có thể là áp dụng được nhé. Hoặc kể cả là nó chạy cái phiên bản hệ điều hành mới nhất bây giờ nó là HyperOS nhé, thì các bạn vẫn có thể là áp dụng được cái video này của mình. Đó, bây giờ thì mình sẽ vào trong để cho bạn coi là nó sẽ bị dính cái tài khoản Google nhé. Rồi. Rồi, mình sẽ kết nối vào cái mạng Wi-Fi của nhà mình nhé. Đó, các bạn sẽ kết nối vào mạng Wi-Fi của nhà các bạn. Rồi. Các bạn sẽ bấm tiếp cho mình. Đó các bạn để ý nhá, nó sẽ dừng ở cái màn hình nè, vẫn yêu cầu chúng ta phải nhập cái mật khẩu mở khóa vào. Và đương nhiên là cái mật khẩu này các bạn đã bị quên rồi nhá. Ở đây thì các bạn hoàn toàn có thể là bấm vào cái thứ chọn đó là sử dụng tài khoản Google thay thế này, các bạn sẽ bấm vào. Đó thì nếu mà các bạn nhớ được cái tài khoản Google mà trước đây các bạn đã đăng nhập ở trên con điện thoại này, các bạn chỉ việc đăng nhập chính cái tài khoản đó vào đây là chúng ta có thể là vào trong sử dụng được điện thoại một cách bình thường. Nhưng mà trong cái trường hợp mà các bạn quên luôn cả cái tài khoản Google này đấy thì bắt buộc chúng ta cần phải đi xóa cái xác minh tài khoản Google này nhá. Và để xóa xác minh tài khoản Google này đấy, các bạn có thể là sử dụng cái phương pháp online của mình nhá. Bây giờ thì các bạn sẽ cần phải có máy tính nhá. Quá trình xóa xác minh tài khoản online này khá là nhanh chóng thôi. Nói chung nó chỉ trong vòng khoảng 5 cho đến tối đa là 10 phút thôi nhá. Trên máy tính đấy thì các bạn cần phải cài đặt cho mình cái ứng dụng đó là Ultra Viewer nhé. Các bạn cần có Ultra Viewer để các bạn có thể là gửi cho mình để mình có thể là hỗ trợ xóa xác minh tài khoản online cho các bạn nhanh chóng nhé. Đó. Hoặc là các bạn có thể là tự tải cái phần mềm kết nối điện thoại của bạn với mình đấy. Thì không nhất thiết là các bạn cần phải gửi cho mình Ultra Viewer nhé. Đó. Còn tốt nhất là các bạn có Ultra Viewer thì sẽ tiện hơn. Các bạn mà muốn tự kết nối thì các bạn có thể là mở cho mình cái trình duyệt. Ví dụ ở đây thì mình có thể là mở cái trình duyệt Google Chrome lên này. Đó, ở đây thì mình đã mở rồi nhé. Sau đó là ở đây thì mình sẽ để sẵn hai cái đường link của MediaFire này, cái tool để có thể là kết nối được điện thoại của các bạn với mình đấy. Thì các bạn có thể là tải cái tool này về. Đó, đây thì mình sẽ để cái link của MediaFire này. Và đây là cái link của Mega này. Đó, các bạn có thể là bấm vào đây để tải về. Còn link của MediaFire thì các bạn có thể là bấm vào đây để chúng ta tải về nhé. Đó. Rồi, đây thì mình đã tải về này. Ở đây các bạn để ý nha, nó bị cái lỗi này, nó không cho phép chúng ta tải về, thì các bạn có thể là bấm vào toàn bộ nhật ký tải xuống này.
Ồ, ở đây nó báo là lỗi mạng này. Đó thì mình sẽ tải lại nhé. Các bạn sẽ tải lại cho mình này. Ờ, chứng tỏ đây là nó đang không cho mình tải về, thì các bạn có thể là tắt cho mình cái phần mềm diệt virus đi nhá. Ví dụ ở đây các bạn mà dùng, ở đây là mình dùng Avast này, thì mình có thể là tắt đi này. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ tải lại nhá. Các bạn nào mà sử dụng Windows Security thì các bạn có thể là tắt đi cho mình nhá. Đó, Windows Security thì các bạn chỉ cần đây, các bạn chọn vào cái biểu tượng của Windows Security này, hoặc là các bạn có thể là tìm kiếm ở đây với cái từ khóa là Security. Rồi đó, các bạn tắt cho mình cái phần mềm diệt virus này đi. Đó, ở đây thì do mình sử dụng Avast antivirus này, thế nên là mình chỉ cần tắt cái phần mềm Avast antivirus đi là mình đã tắt được cái phần mềm diệt virus rồi nhá. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử tải lại để coi sao. Xem nó đã cho mình tải chưa. Đó, ở đây thì bây giờ nó không bị cái lỗi là kiểm tra kết nối internet nữa này. Đó, mà đây thì nó hiện là tải xuống cái tệp nguy hiểm này, thì các bạn sẽ bấm vào mũi tên cho mình. Đó. Ở đây nó vẫn chưa cho chúng ta tải, thì các bạn sẽ bấm vào cho mình cái ba chấm này. Sau đó là các bạn chọn cho mình là tệp đã tải xuống này. Đó, thì ở đây nó sẽ có cái tùy chọn ba chấm này và cho phép chúng ta tải cái tệp này xuống nhá. Đó, các bạn tiếp tục tải tệp xuống này. Rồi. Các bạn bấm vào cái thư mục mà chúng ta đã tải về, sau đó là các bạn có thể là giải nén ra, hoặc là các bạn có thể là mở, các bạn chạy luôn cũng được nhé. Đó, các bạn mở chạy luôn cho mình cũng được. Đó. Đó, các bạn cứ mở tool lên nhé. Các bạn chờ một chút này. Ở đây, nó đây này. Các bạn sẽ bấm cho mình là link này. Rồi các bạn sẽ gõ cho mình cái địa chỉ, đó là fondan.ddns.net này. Hoặc là các bạn có thể là đâu cái tệp mà mình vừa tải về đây. Đây nhá, các bạn hoàn toàn có thể, nếu mà các bạn ngại gõ cái địa chỉ đó là fondan.ddns.net ấy, thì các bạn có thể là copy cho mình cái tên của cái tệp, của cái file kết nối này. Đó, các bạn có thể là copy này. Rồi các bạn dán vào. Đó, các bạn có thể là copy, sau đó là các bạn dán vào đây. Đó, giờ các bạn bấm cho mình là connect này. Đó, rồi, bây giờ thì các bạn sẽ thao tác cho mình như sau. Đó, bây giờ thì các bạn sẽ vào cho mình cái chế độ Mirror System nhé. Đây, các bạn sẽ vào chế độ, đầu tiên là các bạn sẽ cần phải vào chế độ Recovery bằng cách là các bạn hãy bấm giữ cho mình nút nguồn và nút tăng âm lượng nhé. Đó, nút nguồn và nút tăng âm lượng này, các bạn bấm giữ đồng thời cho mình nguồn và tăng âm lượng nhé. Nó sẽ tắt màn hình này. Rồi nó hiện lên logo Zmi. Thì các bạn sẽ nhả tất cả ra. Đó, có thể là logo Zmi hoặc là logo Coco. Bây giờ nó đã vào được chế độ Zigori này. Ở bây giờ thì các bạn sẽ di chuyển cho mình xuống cái dòng thứ ba. Đó là Connect with me system nhá. Đó. Ở đây nó là tiếng Trung thì nó sẽ hiện như này. Đó, thì mình sẽ bấm giảm âm lượng để di chuyển xuống này. Sau đó là mình sẽ bấm nút nguồn này để vào chế độ. Đây, chế độ này là chế độ Mirror System nhá. Rồi bây giờ thì các bạn chỉ việc kết nối con điện thoại này của chúng ta với máy tính thôi nhá. Đó, các bạn mà làm được những cái thao tác như này đấy thì mình cũng sẽ không cần phải hỗ trợ Ultra Viewer cho các bạn nhé. Sau khi mà các bạn kết nối được như thế này rồi đấy, thì các bạn sẽ liên hệ với Zalo của mình để mình có thể là xóa xác minh tài khoản Google cho các bạn nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành xóa xác minh tài khoản Google cho các bạn xem mất tầm khoảng bao nhiêu thời gian nhé. Hiện tại bây giờ đang là 6:03 buổi chiều. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành xóa xác minh tài khoản Google cho các bạn này. Đó, đây các bạn để ý nhá. Vừa nãy khi mà các bạn kết nối được điện thoại của các bạn vào đấy, các bạn kết nối được với bên mình đấy, thì nó sẽ ở dòng thứ hai nhá. Còn khi mà nó nhảy ở dòng thứ ba này là mình đang tiến hành xóa xác minh tài khoản Google cho các bạn nhá. Các bạn sẽ chờ đợi nhá. Đó,
Đây các bạn để ý nhá. Khi mà các bạn thấy điện thoại của các bạn mà khởi động lại, con Redmi của các bạn mà khởi động lại, con Xiaomi của bạn mà khởi động lại thì là cái quá trình xóa xác minh của chúng ta đã thành công nhá. Và các bạn nhìn ở trên cái tool kết nối với bên mình đây thì nó cũng đã nhảy sang bước thứ 4 là bước kết thúc rồi nhá. Thì các bạn chỉ việc bấm cho mình là finish này thôi. Đây các bạn để ý nhá, cái thời gian để mình có thể là xóa xác minh tài khoản Google thì bây giờ nó chỉ là 6:05 thôi. Đó, như vậy nó chỉ mất tầm khoảng 2 phút thôi là mình đã xóa xong xác minh tài khoản Google cho các bạn rồi nhá. Đó, nếu mà các bạn kết nối sẵn như cái video này thì cái quá trình xóa xác minh tài khoản khá là nhanh chóng thôi. Ok, bây giờ thì các bạn sẽ không cần kết nối vào máy tính nữa nhá. Các bạn chờ đợi cho điện thoại của chúng ta khởi động lên để chúng ta thiết lập vào trong thôi nhá. Đó, bây giờ thì các bạn sẽ thiết lập con điện thoại của chúng ta nhé. Các bạn sẽ bấm vào mũi tên này. Sau đó là ở đây nó đã chọn tiếng Việt rồi. Các bạn sẽ bấm mũi tên để vào trong. Khu vực thì ở đây nó đã chọn Việt Nam rồi nhé. Mình sẽ bấm vào tiếp. Rồi ở đây điều khoản và điều kiện thì mình sẽ bấm là tôi đã đọc và đồng ý này. Rồi mình sẽ bấm là tiếp tục này. Ở đây thì mình có thể là bấm vào tiếp tục này. Rồi ở đây thì mình sẽ kết nối lại cái wifi của nhà mình nhé. Đó, các bạn sẽ kết nối vào wifi của nhà các bạn. Sau đó là các bạn bấm kết nối này. Rồi các bạn sẽ bấm tiếp cho mình này. Đó, xóa xác minh tài khoản Google. Tất cả điện thoại Xiaomi này làm online này thì cái chi phí khá là rẻ nhé. Các bạn có nhu cầu thì các bạn sẽ liên hệ với mình nhé. Các bạn cứ thực hiện giống những cái bước trong video này thì chúng ta sẽ xóa được, chúng ta sẽ mở khóa và xóa được xác minh tài khoản Google tất cả điện thoại Xiaomi của bạn nhé. Ok, đến cái màn hình này, đến cái màn hình sao chép ứng dụng và dữ liệu này thì mình sẽ bấm là không sao chép nhé. Đó đây các bạn để ý nhé. Bây giờ đến cái màn hình đăng nhập tài khoản Google này thì nó không bị dừng ở cái màn hình là xác minh tài khoản của bạn nữa, mà bây giờ nó đã có cái tùy chọn bỏ qua rồi. Đó, mình sẽ bấm bỏ qua để mình vào nhanh cái màn hình chính nhé. Đó, các dịch vụ của Google này mình sẽ vuốt hết xuống dưới và chọn chấp nhận này. Rồi đây thì mình sẽ đặt mật khẩu màn hình sau nhé. Mình sẽ bấm bỏ qua này. Rồi ở đây xem lại ứng dụng bổ sung thì mình sẽ bấm là ok này. Rồi ở đây thì mình sẽ bấm tiếp tục này. Đó, mình cứ để mặc định đi. Thiết lập màn hình khóa thì mình sẽ bấm đồng ý đi. Các bạn có thể là chấp nhận cookie hoặc là từ chối đều được nhé. Đó. Rồi đây trình khởi chạy mặc định thì các bạn có thể là để cổ điển hoặc là ngăn ứng dụng. Đó, mình cứ để mặc định cổ điển đi. Đó. Rồi đây ứng dụng được kiến nghị này. Các bạn cần cài đặt ứng dụng nào thì các bạn có thể là để nguyên. Còn các bạn nào mà không cần cài đặt ứng dụng nào thì các bạn có thể là tích bỏ chọn đi nhé. Ví dụ ở đây mình không cần cài đặt những cái ứng dụng này thì mình sẽ bỏ qua này. Đó. Ok, rồi các bạn sẽ bấm cho mình là cài đặt. Rồi, ở đây thì mình sẽ bấm vào trong nhé. Nó báo là cài đặt hoàn tất rồi. Các bạn bấm vào mũi tên này vào trong này. Như vậy là mình đã vào được cái màn hình chính. Ok, như vậy là mình đã vào được cái màn hình chính của con Xiaomi. Cụ thể ở đây là con Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Đó, mình sẽ vào cho bạn coi nhé. Giới thiệu điện thoại này. Đó, con Redmi Note 13 Pro 5G. Đó. Đang chạy phiên bản MIUI 14 ở tất cả những điện thoại Xiaomi khác, kể cả chạy phiên bản HyperOS, cái hệ điều hành mới nhất của Xiaomi thì vẫn có thể là xóa được xác minh tài khoản theo cái video này của mình nhé. Đó, rồi các cái phiên bản MIUI thấp hơn, ví dụ như 13, 12, 11, 10 thì đều có thể là áp dụng được cái video này của mình. Đó, ok. Các bạn chỉ cần làm những cái bước như trong video này của mình thôi là chúng ta đã có thể làm mở khóa và xóa được xác minh tài khoản Google ở trên con điện thoại Xiaomi của chúng ta nhé. Có thể là điện thoại Redmi, có thể là điện thoại Poco, có thể là điện thoại Black Shark thì các bạn đều có thể là sử dụng được cái phương pháp này. Làm online thì khá là thuận tiện cho các bạn thôi, chi phí thì khá là thấp. Các bạn nào mà có nhu cầu thì các bạn sẽ liên hệ với Zalo của mình nhé. Ở cái bước mà các bạn có thể là tự kết nối điện thoại của chúng ta vào với máy tính, sau đó là
cái lối tool thì các bạn cũng không cần phải gửi cho mình Ultra Viewer đâu nhá. Các bạn chỉ cần liên lạc với Zalo của mình là mình đã có thể là xóa được xác minh tài khoản Google cho bạn rồi. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.